Chào các bạn, hiện tại tụi mình đang ở một cái con suối ở Tánh Linh, Bình Thuận các bạn, suối La Ngâu. Nước chảy khá là chiều. Và hôm nay tụi mình sẽ làm clip là 25 giờ cắm trại đấu giá không sao với 6 sao các bạn. Và cái mô tiếp của 25 giờ cắm trại đấu giá không sao 6 sao thì chúng ta sẽ có từ 0 sao là 10k, rồi 1 sao 2, 3, 4, 5, 6 sao là 10 triệu các bạn. Và mô tiếp đó sẽ có 7 người chơi. Và hôm nay bắt được 7 bé. Hello. Đúng rồi, đang đầy sức sống lên. Đúng rồi, phải có nhiều năng lượng như vậy thì chút nữa mình mới vô được không sao. Và do là clip 25 giờ các bạn nên mình sẽ bấm giờ. Cái đồng hồ để đủ 25 giờ thì tụi mình đóng gói hàng hóa rồi đi về. Okay. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái vòng gọi là chọn số sao nha. Thử thách rất là đơn giản, mấy đứa thấy đây nước chảy xiết không? Có, trong đây có đứa nào không biết bơi không? Có. Em không biết bơi hả? Đúng hả? Do ta là em đúng không? Đúng, đúng, đúng. À, chúng ta sẽ làm một thử thách là đứa nào mà bơi qua bờ bên kia trước là 6 sao, bơi gì là 5 sao, bơi cuối là không sao. Đùa thôi. Và để cho nó thú vị với bạn là mình quyết định là sẽ vòng quay bốc thăm chọn cái số sao trong sự bí mật, không có cho mấy đứa nó biết số sao của nhau. Mới cầm nó biết đứa nào ít sao, đứa nào nhiều sao, kiểu nó sẽ dè chừng và không dám đấu giá bạn. Ok. Cái bộ tiếp đấu giá là nó tiêu diệt lẫn nhau mà. Và chúng ta cần một bé chơi trước. Ai chơi trước là đây? Hào đi trước các bạn, nhanh lên, nhanh lên, không ơn, không ơn. Và ở đây là chúng ta sẽ có một cái vòng quay là từ 0 sao cho đến 6 sao. Số tiền thì từ 10k cho đến 10 triệu nha các bạn. Và Hào là Sơn Phong bấm trước. Để em bấm trước thì tỷ lệ vào không sao rất là cao. Ủa là sao vậy? Thì tại vì nó có không sao. Thường trước là phải lên 6 sao. Ồ, 2 sao, 500k. Chút nữa đưa tiền sao ha. Rồi, qua kia, ấy em out lần kia luôn, đi luôn, đi luôn, về về hôn cắm trại luôn. Rồi, tiếp theo bé thứ hai. Rồi, tiếp theo là Tú Đội. Để mình che cái số sao là anh bấm giùm em nha. Để okay. Mấy bạn coi nè, số là vẫn còn nguyên như vậy nha các bạn. Để cho nó không thấy, mà không thấy nên nó biết Hào mấy sao rồi mình sẽ bấm. Đó. Thằng xuống sẽ ủng hộ em. Rồi, sau đó mình che lại. 5 sao 5 triệu. What the hell? Yeah. Tiếp, rồi Tú ao. Rồi ok, cái này sẽ là của cu Toàn nha các bạn. Bấm coi. Oh. 4 sao 2 triệu nha các bạn, 4 sao 2 triệu. Ok, bé tiếp theo. Tiếp theo là Nguyên, em thích mấy sao? Em thích 6 sao. Thích 6 sao thì Tú nó vô 6 sao rồi. Không, em không tin, mọi người lừa dối em. Em cảm ơn. Đã ok không? cái này mà không có dàn dựng được nha các bạn, cái vòng quay là không có dàn dựng được bởi vì cái mũi tên nó chỉ vô cái ô nào á, nếu như mình mà quay hụt mình quay lại á là cái mũi tên nó thay đổi với lại cái màu nó thay đổi các bạn, không có dàn dựng được đâu nha. Xui chứ hả. Rồi tiếp theo là Cát, anh bấm cho em mới được coi nha. Dạ. Ok, số vẫn để Nguyên nha các bạn. Đây anh Ân bảo là để em đi trước, em gánh anh Ân. Em gánh anh Ân hả? Dạ. Ồ, 3 sao 1 triệu. Dạ, 3 sao 1 triệu là cũng khá là ổn rồi đó em. Có những mảnh đời bất hạnh hơn nhiều. Rồi. Ủa em đi cuối hả anh? Em đợi, chồng quay nó biết đợi cùng số của em. À, là cái số cuối cùng là của em đúng không? Ừ. Vậy bây giờ thằng Đại nó quay thì ăn khỏi quay nha bạn. Tiến tới luôn, tiến tới luôn cho mình quay cho thằng Đại bạn số cho cầu quyền đây. Bấm sao vô chắc. Mình phải che là mấy con Đại nó sẽ biết ăn mấy sao. Oh my god. Oh my god. 1 sao 100k. Phải. Rồi em ao ao và như vàng dựng vậy đó mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy cái số 1 tím ở đây vẫn chưa cái không? Mình bấm cho ăn luôn nè. Ok em lại đây ăn ơi, anh bấm cho em luôn nè. Nó còn có cái bấm như không bấm như vậy á. Chứ à. Oh my god. Ghê à. Đâu, đâu, đâu. Em rất là may mắn luôn, cái số cuối cùng 10k đó hụt về em. Lộn. Đâu? Xin lỗi em, 10 triệu. Trời đất ơi! Sao tôi xui như vậy trời? Diễn rồi. Ok, nói chung là đã có số sao các bạn. Và hiện tại là gần 11 giờ trưa rồi. Nên tụi mình sẽ có một cái vòng đấu giá đồ ăn trưa. Sau đó đấu giá liều rồi các kiểu nha. Ok, đi thôi. Rồi ok, đầu tiên thì mình quyết định là sẽ đấu giá liều trước nha các bạn.
và chỉ có tổng cộng là 7 cái lều thôi, 7 người là có 7 cái lều. Rồi chúng ta lên lều đầu tiên. Đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái lều khá là bự mà anh không biết cái lều là lều gì đó. Nó tên là lều viên tẹt 4 đến 5 người LTB vậy nè. Và trước khi bắt đầu đấu giá thì bạn nào chưa nhắn được kênh, các bạn nhắn đăng ký kênh cho bạn, đặc biệt là nhắn like và chia sẻ để video tăng tương tác. Và đặc biệt là các bạn có thể bình luận góp ý xem là video này có gì các bạn không hài lòng hay là có gì hài lòng được các kiểu nha. Và mấy đứa đã có tiền hết chưa? Rồi. Ok, chúng ta bắt đầu đấu giá lều. Chỉ có 7 cái lều thôi. Giá hai điểm là bao nhiêu anh? Vô giá đại giá hữu nghị 100. Hả? Cái điên quá à. 100k. 100k. 100k là giấc 100k. Dạ. 500k. Này giàu nè, này giàu. Em muốn có một giấc ngủ ngon, em không muốn trải nghiệm ở bên ngoài cái sự lạnh lẽo nữa anh ạ. À. Mà cái lều này tới tới 4 5 người ngủ lận. Dạ em một mình em bao hết. Ờ. Okay. Em 700. 700. 700 lợi nhất. 800. 800. Rồi vậy là những người có tiếng nói là gì ở đây hả bạn ơi? Rồi. Mấy thằng nào mà nó im im vậy nè 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 im im rồi. Hồi nãy lúc đầu á là nó nói á là cái thằng lớp cao ngang với em mà sao thấy im lặng thôi, chắc phải qua kia mấy bạn ơi. 800 lợi nhất. 800 lợi ai? Vợ mừng 1 triệu. À, ai 1 triệu, ai 1 triệu? Em 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu lợi nhất. Dạ lấy em 1 triệu 200 ngàn đồng ạ. Gửi. Dạ em. Ai thằng này nó có kê giá không? Nếu mà kê thì sao anh, có bị gì không anh? À kê là sẽ tước quyền thi đấu, là nó hỏi xài liều luôn. Từ từ quá à. 1 triệu 8. 1 triệu 8. Bỏ. 1 triệu 8 lợi nhất. 1 triệu 8 lợi ai? Chốt kèo 1 triệu 8 thuộc về ăn. Có tiền không? Dạ có à. Chết em rồi, về xem đủ tiền mua đồ ăn ta. Hết tiền hả? Dạ không còn. Cười tươi gì khác. Thôi chúc anh tối sau cũng được. Dạ đúng. Bao cao là mọi người thấy tiền sao đúng không? Dạ. Và em có thể ao. Dạ rồi. Em xong rồi đó, lấy tiểu 8 ha, chuẩn bị tiểu 8 đưa cho anh đi. Dạ rồi. Mỗi người chỉ được mua một cái lều thôi. Ok, chúng ta đến với chiếc lều thứ hai. Một chiếc lều màu xanh da lá cây hay là đẹp. What the hell? Xanh da trời mà anh. Như em đây cũng mặc áo màu xanh da lá cây nè. Tại vì anh bị mù màu. Cái này như cái tối ngủ. Cái này là cái gì á? Mọi người phải tin tưởng anh. Cái clip này á là do anh hầu, hiểu không? Tức là chỉnh chu lắm em, đừng có lo. Đây là tối ngủ 2m4, 1m2. Đồ hơi liều quý ba. Đấu giá. Giá hữu nghị 100. Thằng nãy có 100 ngàn à. Chốt. Không phải. Liều là nhìn lão quá. Thôi nè. Thôi bỏ rồi nè. 100 lỡ nhất. 100 lỡ ơi. Dạ thôi em chê. Lỡ em quá. Ở đây 150. Nghèo. Bỏ 150 lỡ nhất. 150 lỡ ai? Chốt kèo 150 hùng về hào. Ok. Kinh cái liệu ra kia chuẩn bị 150 cho anh. Mọi người sai lầm rồi, càng ngày càng cùi. Chúng ta đến với chiếc liều thứ 3. Và liều này là một chiếc liều siêu nhỏ. Theo như cái trí nhớ của anh thì liều này đã từng là một clip cắm trại rồi. Và liều này chỉ ngủ được một người. Em là người ngủ đó anh. Ok, giá hơi điểm 100k. 50. 100k. 100k. 100k lớn nhất. 200. 200k. Căng vậy ta. Tú đưa giá 200k. Có ai đưa giá hơn không? Chuẩn bị điểm nè. 200k lớn nhất. Ôi bỏ. Sợ bò cho đứa là sau khi cái liều này xong thì sẽ có những căn liều rất là tuyệt vời, con mặt trời luôn, không ngủ được luôn. Nên mọi người hãy quan tâm cái liều này nha. 200k lỡ nhất. Chốt đi anh. 200k. 300k này không minh nè. Không minh đấy. Ở xã hội á, mình phải có thực lực thì mình mới đấu được, em hiểu không? Năm sĩ. Năm sĩ. Sáu sĩ. Anh đôn lên nhẹ 1 triệu. Một triệu. Bỏ. Rồi giới hạn. 1 triệu. Không. 1 triệu em. Em nhường. Em cũng nhường. Trời ơi, cái này 1 triệu là quá là hời cho Tú rồi. Ok, chuẩn bị 1 triệu rồi, đưa cho anh nha. Dạ, ok, chúng ta đến với chiếc liều thứ tư. Và liều này là liều tự bung đi biển, liều tự động mở oxy, liều cắm trại bạc oxy gì nè. Giá điểm là 100k. 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 200. 200. Thiệt luôn. 300. 300. 500. 500.
Bỏ. Em nhường. 500. Anh 500. 500. 500. Ốc nào 500 hoàn toàn. Ào. Thiệt hả ta? Sai cũng khổ. Rồi, chúng ta đến với chiếc liềm tiếp theo. Này đó là một phiên bản gì đó mà nó tự bung luôn. Có trái dâu, trái tim rồi các kiểu. Giá hay điểm. 100k. 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 150. Bỏ. Không. Giá gì có 150 hả? Rồi, 150 ao luôn em. 150. Rồi, vậy là chúng ta đã biết được là ai là người nhiều tiền, ai là người ít tiền ở đây rồi, đúng không? Hai bé này mà theo như mình suy đoán thì bé này thì được chừng 100k à. Còn bé này thì... Em biết luôn rồi đó. Biết luôn rồi đó. Ok, chúng ta đến với chiếc liều thứ 5. Theo như mình biết cái này thì nó là một cái liều rất là mát mẻ. Ngủ bao mát luôn. Và giá hơi điểm là vô giá, ai muốn trả nhiều cũng được. 1.000. 1.000, chơi luôn. 20, 20. 20. Em nhường. Chỉ cần 11.000 thôi là mình đã ăn. Kỳ lắm anh, mình phải cho chọn tiền kỳ lắm. Này không minh, không minh. 20 ao. Ok, chúng ta đến với chiếc liều cuối cùng của ngày hôm nay. Đây là một cái phiên bản gọi là liều sinh tồn của bạn, liều tự ráp. Nó là một cái tấm bạc cách nhiệt, có thể giữ ấm, giữ lạnh và có thể làm thành một cái liều sinh tồn nếu như chúng ta có kỹ năng. Và anh mọi người thì chúng ta đã biết rồi đúng không? Và giá hay điểm là vô giá. 1.000 anh. 1.000 chốt kèo cho em. Ok, bây giờ thì sẽ đến cái vòng dẫn liều nha. Em có kỹ năng. Em có bao giờ làm chưa mà có kỹ năng? Dạ chưa. Tốt. Rồi bây giờ là sẽ dẫn liều cái đã rồi mới ăn trưa nha bạn. Để anh phụ em ha. Dạ, má em bỏ hết 90% số tiền của em để mua cái liều này. Mua nhiêu? Dạ mua hết 90% số tiền của em có cái liều, được. Cái liều này nhiêu tiền? 1.8 triệu lận. Vậy em bỏ 90%? Dạ. What? Là em có khoảng 2 triệu mấy à? Tội nghiệp quá. Dạ. Xài sang quá rồi, chút lấy gì ăn? Em cũng không biết nữa, thôi em cố gắng anh à. Cố gắng vượt qua. Liều này nó hai mảnh. Mảnh này để bên kia, ghép mảnh này trước nè. Đó. Rồi mảnh này giống như là... Đúng rồi. Rồi tiếp theo Hào lên Hào. Nhiêu à? Tính ra mua có 150 anh ơi. 150 hả? Dạ. À, mấy bạn thấy mình xếp một hàng này á, tức là cái cấp độ VIP của cái liều á. Liều em là VIP, VIP nhì á. Ghê hả? Ghê. Ờ, thấy nó nhỏ vậy cho VIP nhì á. Wow. Giữ cái bao lại nha. Dạ dạ. Banh ra giống bị ngàn luôn, banh ra sẽ nó ghi 4 cọc xong. Rồi tiếp theo là người VIP thứ 3 là Tú Đội. Liều này là liều của một người. Mốt á là sao có cắm trại nhớ. Bích cái liều mà hai người trở lên để anh Lâm qua ngủ ké. Cái này thì em muốn cái đầu em quay qua đây hay là quay qua đây? Quay qua đây đi anh. Rồi ok, nói như vậy đó. Em cứ banh nó ra vậy nè. Đó. Sau đó xếp cái cây vô cho nó cắm cọc. Cây đâu đó kìa. Rồi, liều con đại thì tuyệt vời mặt trời hơn. Nhiêu? Giá học sinh 20.000. To hơn. Sướt. Cái này anh không biết có tên phải là cái liều nữa. Nhưng mà nó cũng VIP lắm, nó chống ngủ vậy. Đó. À cái liều này em lấy 4 cái cọc em ghi 4 góc, sau đó em lấy cái dây em văng lên vậy nè. Là đây có cái cây nè, đây có cái cây nè, em văng cái cây dây qua thấy không? Cái em văng lên vậy nè. Xong. Nhiêu cát? Dạ 150 bằng anh Hào. 150 hả? Dạ. Này có nó có 20.000 nè. Em chưa kinh nghiệm anh. Đúng rồi, kinh nghiệm đấu giá mình đấu cuối cũng được. Ui. À, thật ra cái này là một cái mụn tự bung. Cái mụn nhưng mà nó có cái đáy. Trời ơi, cái gì vậy, bự dữ vậy? Rồi. Xin tụi nó mấy cọc, ghi 4 cọc. Dạ. Cái vòng này nó làm gì vậy anh? À, cái vòng này nó dành bỏ lên đây nè. À, mình để lên đây vậy nè. Ủa, sao kệ ta? À, nói chung là nó bỏ lên đây cái nó cột cái này vô nè. Dạ. Ờ, à, nó dạng vậy đó. Rồi, tiếp theo là bé to mua nhiêu? 5 tỷ anh ơi. 5 tỷ hả? 5 tỷ mà sao tiếp dịch cuối là sao á? À, tại vì nó hơi díp chút với em. Nên nó nặng nằm phải nằm bao nhiêu tí hướng nào không? Tại thấy có điểm cái buồn quá. À, sao thấy giống cái liều 1k ở nhà của tôi. Nó hùa được cái đó. Cái gì vậy? À, xong rồi, tôi không thấy tối nay tôi... Tôi có một điểm. Ơi. Tuyệt vời, con lạch trên đào. Cái liều này nó không sao. Cái này ở vậy đó, hô cát là do là nó không có đồ che á em. Ở đâu có cái đồ chặn á. Sao tối em nhớ lấy cọc đồ kia vô cọc là gió hỏi bay mất tiêu à.
Rồi cuối cùng là bé Quyên là lèo đâu em? Đây đây. Đối với kinh nghiệm mà ngủ bờ ngủ bụi đi cắm khi đi cắm trại với em thì em chỉ cần một chỗ nằm thôi là em có thể ngủ rồi. Sao em xui quá à? Em cũng không biết nữa. Đây là cái văn phẩm rồi các bạn ơi. Cái này thì anh nghĩ là em phải đi kiếm mớ cây á, cái em văng lên thành liệp chữ A vậy nè. Ok. Rồi để xuống cái lấy đá đè lại vậy nè. Đó, cho nó không bài. Rồi. Đi móc cây. Sau 30 giây thì chúng ta đã có lều nha các bạn. Đầu tiên là lều của An. Đây là một cái lều dạng như là một cái móc cổ và phiên bản chữ A các bạn. Đất này khá là cứng, dân lều khá là khó các bạn ơi. Thì đi với bạn đem cọc khoảng 2-3 tắc nha. Đó, lều An. Nắng như vậy vô đó ngồi. Tiếp theo thì lều hào. Trải nghiệm em, vô trải nghiệm đi, nóng hơn phải trải nghiệm chứ. Có lẹ này. Ừ, người có xem. Hai lớp luôn ở đây. Em mới vào trải nghiệm thì khán giả mới biết được là cái lều của em là nó xịn sò con bò như thế nào. Nằm có nằm hẳn người được không? Hẳn người được ở đây nè. Nhìn đại chuối nữa ha. À, đúng rồi ở đây. Nè cái lều Tú mới xịn sò nè, thử trải nghiệm Tú. Núp gió vô. Mình sẽ chui vô anh. Ủa chui đít vô hả? Như giả thèn vậy hả? Lều này là bữa đại ở nè. Đúng anh. Không lấy không? Hẳn người được anh ơi. Đâu? Đó hẳn người luôn. Mình có thể mình kéo đây mình đóng lại các bạn, có là bốn người bốn góc mình ghi lên là đúng 10 điểm nha các bạn. What the hell? Rồi tiếp theo là đại chiếc lều tự do sắp hai tự do nè. Đó chui vô thẳng người coi được không, ổn áo không, có nằm nhắm chân xuống 10 cái tấm 10 luôn sướng. Còn có cát thì này là một cây mùng anh, cái này là cái điều kiện đó. À, nó xịn hơn toàn. Ở ngoài anh thấy vậy thôi chứ chui vô là nó che được nắng được mưa luôn anh. Hả? Ở ngoài mình thấy vậy thôi chứ ở trong đi vậy các bạn ơi. Là nằm nằm cái lưới này là cũng như mình nằm dưới cát vậy các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta đến với toàn, là mình biết là toàn nó nhiều tiền hơn cát á, nhưng mà nó lại chọn cái liều cấp thấp hơn. Ok, tưởng cái liều bôi là liều xịn anh ơi. Tức bự là xịn hả? Xịn mà, cái liều này che nắng được, che mưa được luôn. Chỉ không che mũi được thôi. Nè, lói chân ra đúng đẹp luôn nè, xương đó nó xương đó hạ xuống thì ướt hay cái giò này đẹp rồi. Ủa con cát xong chưa em? Ờ. À, còn y xong rồi nè. Ủa đây rồi. Em xịn hơn lều của hai người bên kia nha anh. Oh my god. Che được cả nắng, che được cả xương. Wow, thấy trời nó bắt đầu nó đen, nó chuyển mưa rồi kìa, không biết cái lều này chịu nổi không nữa. Nope. Rồi sau khi đứa nào cũng có lều hết rồi thì tụi mình đến với cái vòng mà không quan trọng lắm các bạn, đó chính là ăn trưa nha. Ăn trưa thì bên mình sẽ cấp là nước suối với lại lửa. Lửa với nước là được miễn phí. Thấy không? Lửa thì xài lửa cồn đàng hoàng luôn. Cho nó không có hai hát, ở đây nó đâu có rừng đâu bạn. Do đây là cái bãi bờ suối mà. Múc rừng thì chúng ta phải băng qua cái suối này và leo lên trên đó thì nó mới có rừng nha. Ok, và chúng ta chuẩn bị đấu giá ăn trưa. Cái dòng tối, đấu giá ăn tối mới là cái dòng quan trọng. Cái dòng này mấy đứa không có cần phải gắt quá. Đúng. Tại vì chúng ta vừa mới ăn sáng rồi. Đúng. Thấy không? Thì giờ ăn trưa hay không thì cũng vậy à. Đúng. Tối á mình ăn á, nếu mình mà đói mình ngủ mới không được. Nên cái dòng ăn trưa mình đâu có ngủ đâu. Đúng, đúng. Rồi, vô. Và đầu tiên chúng ta sẽ có ngay một cái lẩu tự soi omachi nha. Cái lợi ích của cái món lẩu này chính là chúng ta không cần lửa. Chúng ta chỉ cần chế nước vào và nó tự soi lên và ăn thôi. Và vẫn là vô giá. 10.000 thôi em ơi, 100. Cứu tôi, cứu tôi. 150. Mọi người cứ nói hỏi má đi, chuẩn bị điếm á. 150 rồi đó. Dạ, 300 à. 300 thuộc về An. Có ai muốn trả giá cao hơn không à? 400. 400. Chúng ta đã bắt đầu lộ gõ bản chất của những người nhà giàu. 500. Có cái lẩu từ sau ấy có 100.000 mà nó la giá 600. Trời ơi. Cái giá hay lắm bạn. 600, 700. 1 triệu à ơi. Cái giá đó hay. Nhường. Có ai đã giá hơn không ạ? À? Nhường á. Hỏi nhà nghèo bên đây có ai đã giá hơn không ạ? À? Em giàu mà anh. Em giàu hả? Giả nghèo. 1 triệu đô cho Tú. Và bữa trưa này chúng ta cũng không có dành lộn nhau, mỗi người chỉ có một lần đấu giá thôi. Và Tú đã xong rồi. Dạ.
ao về liều em, soạn tiền chú anh qua anh lấy tiền á. Rồi tiếp theo chúng ta đến với món thứ hai. Món này xịn sò hơn lẩu nhiều. Cơm tự soi hai di lao. Hai di lao. Nghe tên ngầu quá vậy. Tự soi cơm cà ri gà. Nhiêu? 10.000. 10.000. Em hài hước quá. 100. 200. Giá gèo. 250. Trời ơi, mày go, giá gèo giá gửi 300 chứ. Giá gèo chết rồi. 300. Em bỏ. Thôi. Không. 300 là thứ nhất. 300 là thứ hai. Anh Hảo. Chốt kèo 300 đồ vàng. Chết rồi, em gần hết tiền rồi mọi người. Anh này khiêm tốn. Tiền mà nó bóc ra liên tục với ra hết tiền. Em nghĩ là cái túi em là cái túi hàng kỳ đủ demon anh nè. Ngon lành. Rồi ăn ao, chúng ta đến với món thứ 3. Lẩu không tự soi và nước chiêu nha bạn, nước chiêu. Bởi vì sao lại có nước? Bởi vì hôm nay là ai kiến không có theo nào rồi. Nên là phải có cái lon để dành nấu nước cho mấy đứa nấu mì. Và combo 10.000. 10.000. 50. 100. 100. 120.000. 100. Thôi 120.000 giới hạn 1.3 thôi. 104. Dữ. What the hell. 200. Dữ. 200. Thôi 200 mình lên chơi đi. 200 không chơi kệ nó chơi luôn. Rồi 200 lỡ dớt, 200 thứ 2, 200 là thứ 3, 200 đồ về toàn. Combo mì chiêu. Nói chung là cái vòng đấu giá liều với đấu giá ăn trưa này là chỉ cái vòng khởi động thôi, không quá gay gắt nên cứ qua lo lên tin nha. Ok, chúng ta đến với món thứ 4. Chúng ta sẽ có là combo bánh mì sandwich với lại mayonnaise. Sau khi xịt xong chả chai mayonnaise lần để tối nay nấu ăn. Trời ơi, 10.000. 10.000. Bỏ 20. Ê, nãy giờ anh không đưa qua em hơi nhiều đó. 30. 30. 40. 40 lớn chứ. 40 lớn ai. 50. 60. 60. Hua. 60 lớn nhất. 60 lớn ai. 70. 80 ạ. 90. Đừng không có kê giá nha. Kê vậy ta có 100.000. 100.000. À 200 thì thôi anh ơi cho chạy. Rồi 100.000 đó một giây. Bé cán nha. Em xin. Ok, chúng ta đến với món thứ năm. Đây là cái món cơm không tự soi, được giảm giá 30k luôn. Nó dạng như nó sắp hết hạn hay sao được khuyến giải giảm giá 30k. Cơm này là mình phải không có nồi. Mình lấy ra ăn liền cũng được nữa. Cơm này không cần nấu ăn được. Nhưng mà ăn liền thì hơi cứng. Sao anh nhìn em không để tụi em ăn cái này? Em biết mọi người nè. 1.000. 1.000. 1.000 thì ở đó đi. 10.000. 10.000. Cái này ăn khô lắm á. Không sao anh. Em nhường chân đại anh ơi. Nhiêu 10.000 hả? 10.000. Rồi 10.000 đồ vậy đà. Tiếp luôn nào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là một cặp bắp nếp. Ăn khá là ngán. Và ekip sẽ có hỗ trợ lửa nên vẫn có thể tự nướng. Bắp nếp tự nướng. 1.000. 2.000. 5.000. 6.000. 10.000. Bỏ. 10.000. Em xin. Rồi chúng ta đến với món cuối cùng. Nói chung là giá là thấp nhất là phải là 1.000. Em mua không? Dạ mua chứ, mua. Anh ơi, cái này có vẻ nó ngon hơn cả bắp nếp. Nó cũng như nhau em. Anh em đó. Em thấy cái này ngon hơn là được rồi. Ba cô làng làng hết ngon rồi. Rồi ok, mấy đứa ăn đi. Đầu tiên là mình, thì trưa nay mình ăn trước bạn. Ăn nhà nghèo. Trưa nay thì mình sẽ ăn cơm cà ri gà tự soi hai di lao. Boom. Đây. Nguyên lý hoạt động là chỉ cần mình chế nước vào cái gói tự soi này là nó bốc hơi lên bạn, giống như mấy cái lẩu á. Là thế là mình đã có cơm tự soi chín như thế này và ăn á, ăn liền. Giờ mình sẽ ăn thử luôn nè, coi cơm hai di lao nó có ngon hay không nha. Một miếng thịt, một miếng cơm và đây là hương vị của nhà nghèo bạn. Cơm rất là ngon luôn. Mời người tiếp theo ạ. Còn bên mình thì cũng giống như của bên anh ăn nha, nhưng mà mình là lẩu tự soi nó bự hơn anh ăn. Lẩu tự soi này mình sẽ có topping là bắp, rồi bắp bò, cà chua, riêu cua, nấm, hành lá, đậu hũ. Chín rồi nha. Ngon lắm. Mình biết á là có những vấn đề á mọi người rất là hổ.
nên mình phải cứu thôi. Cứu giặc, giặc sẽ trả ơn cho mình. Đây, con giặc của mình. Cứu người thì người sẽ trả án. Nhưng mà không phải là mình nha. Ai vậy mình không biết, bỏ vô đây. Cảm ơn vì món quà của Tú nha Tú. Giờ mình sẽ hấp cái cơm này ăn thôi. Tiếp theo là mình nha bạn. Của mình thì cũng... À, của mình ăn bánh mì. Đây, bánh mì này là bánh mì kiểu dạng quý sơ tộc. Mình sẽ cho sốt mayonnaise vô. Nhiều quá, ăn chua quá. Dạ. Rồi, mời các bạn nha. Nhìn nó cũng ngán, cũng khô khan lắm bạn. Nhưng mà đỡ hơn là bên đây. Đúng mẹ, đúng. Mình chưa đây thì mình ăn bắp nha bạn. Chứ bắp thì mình nướng cũng khá là đẹp. What the hell? Trời ơi, có hai trái mà tự nhiên cái này nó cháy quá các bạn ơi. Nè Uyên. Của em thì khoai lang của em chắc chưa chín đâu. Cũng đang cháy cháy với bánh hào. Nhưng mà em nghĩ là cũng sẽ ngon hơn anh đấy. Nhường cho bạn Toàn. Còn nước của mình thì đã sôi rồi. Giờ mình sẽ chế nước vô mì. Không nói vậy anh ơi. Thiếu rượu rồi. Bây giờ mình sẽ hạt nhập qua họ dạ dạo nha. Chuyển chỗ. Làm sao? 10 điểm hay cho em. Đây. Đó, để lên dọn cho em. Rồi, mì của mình đã chín rồi. Thưởng thức thôi. Quá tuyệt vời. Nhìn đúng cũng, là ông hết cơm. Nhìn cũng ngon á. Nhưng mà chưa ăn mì thì nó không chắc bụng đâu các bạn. Chưa phải ăn cơm. Cơm chắc bụng nha. Làm sao nữa? Cái này là gì đây? Đó là cơm khô queo vậy hả? À, thấy nước mì phải không? Đây, tôi hiểu, hiểu. Cho miếng vào đó. Ừ, hay hay hay. Tú còn gì đưa luôn Tú. Đó. Tình cảm của anh em mình miếng là chua. Ngốc quỷ hình bảo. Cuối cùng thì bắp nướng bóng đêm của mình và khoai nướng bóng đêm của mình đã chín rồi nha mọi người. 2, 3 vô. Cái của em nó đen đen thôi chứ nó ngon lắm anh. Ừ, cái anh đen đen thôi chứ thuốc này ăn cũng không được á. Ngon ngon. Rồi xong hả mấy đứa? Dạ rồi. Xong rồi. Còn cái củ đó là sao? Em ăn 2 củ em no rồi. Vậy vậy cho anh đi. Ok. Nóng á. Chuyện nóng á. Ngon là luôn rồi. Tao đã được một không sao cho ăn thì quá đã luôn rồi. Không sao mà còn có chia sẻ nữa. Và ở đây có suối, chắc là tụi mình sẽ xuống review tấm suối nha các bạn. Wow. Và suối ở đây là 4 giờ là người ta sẽ xả cái đập các bạn, nước chảy rất là lớn. Nên là giờ tranh thủ tắm nha, mới công 4 giờ cái là như lũ vậy các bạn. Ok, thay đồ mấy đứa ơi. Ở đây có ốc luôn các bạn ơi. Mà ốc bằng móng tay gì, chắc là ốc móng tay nè. Ngon lành luôn rồi, bắt cái con ốc lớn không cho bé Uyên nè. Dạ. Bắt em, bắt rồi sinh tồn em. Con đi. Em. Nước trồng hay đáy luôn các bạn ơi. Mát lạnh nữa. Cái chú mà nó bự bằng em vô là nhẹ hả? Cái chú bự bằng em vô là nhẹ. Vô. Đó nè, ăn nè, có cái dồi làm sao nữa kìa không? Anh bu đã không? Really nigga. Quá lạnh luôn. Ồ, quy ổ ốc luôn. Quá trời luôn anh. Quy ổ ốc luôn. Ngon lành. Nè, ở đây nhiều ốc lắm nè, cho em nè. Chút nước dầu thịt nướng nha. Trời ơi, ai bên kia được không? Ủa luôn. Anh hỏi 3 người luôn á. Ủa, 3 người. Thôi, nổi 4 người luôn nè, nổi 4 người. Ủa, chém. Em bơi, anh bơi nè, ở đứng nào ở cầm đây nha. Rồi. Bơi đây. Ây da. Bơi mà mang cái món gì phải ngầu nè. Rồi bơi đi anh. Rồi. Ok. Hết sức nha. Dữ quá đây. Giống rồi, giống quá trời xa đây, 2 km rồi. Giống đây chắc anh ơi. Nè, em giữ cái món chặt nè, bơi. Anh bơi ngược cái dòng nước cho coi, nước nhảy cao cao nhất nè. Thử hết bơi ngược dòng nước nè. Giữ ở đây, giữ ở đây. Wow. Quá ghê. Quá hay đây, được 1 mét. Cái hay của tấm suối là mình làm gì đấy bạn. Dạ.
Nè mọi người xem mình lặn, khả năng lặn của mình đấy bạn. Oh my god, mình lặn nãy giờ cũng 5 phút. Rồi tình hình là anh sẽ tổ chức một cái cuộc thi nín thở, biết là mấy đứa có đứa nào tham gia không? Tham gia, tham gia. À, cuộc thi này là chủ yếu là để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn đồ, mình có thêm lương thực đồ các kiểu. Dạ, đúng là ai cũng chơi hả? Dạ, đúng. Trời ơi, khó khăn. Dạ, khó khăn hả? À, game này dễ lắm, nín thở thôi à. Mình chơi lặn nín thở phải không? Dạ, rồi. Ok nè. Đứa nào mà nổi lên cuối cùng thì sẽ có một phần thưởng bí mật tối nay mới được bật mí. Ok. Oh. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, lão, này lão. Nó giả dạo lão. Chúng ta cùng chờ đợi xem vé nào sẽ tập nha các bạn. Đập đá kìa. Hai thí sinh đã bị lỗi. Chúng ta còn 4 thí sinh nữa. Nghèo mà còn không cố gắng nữa. Còn 3 thí sinh. Các bạn xem tình hình thì cũng có một bạn hoàn cảnh khó khăn. Giàu nè, giàu cũng chơi nè. Tú ơi, xong Tú ơi. Chúng ta còn hai người cuối cùng thôi mọi người. Hai người cuối cùng. Trời, giàu không cố gắng, giàu không cố gắng. Giàu không cố gắng. Trời ơi, cát như vậy hả? Rồi à. Rồi, 1-0 đã hụt về. Cát chúng ta vẫn còn trò chơi thứ hai. Ok, chúng ta đến với một cái trò mà rất là hay chơi ở bên bờ suối bạn, đó chính là trò xếp đá. Ví dụ dưới đây mình có một cái bệ đá cổ nè. Sau đó mình sẽ xếp cục đá lên. Mình sẽ để cục đá lên nữa. Sau đó mình để cục đá lên, nếu như mình mà làm ngã thì mình bị thua. Nó sẽ đơn giản vậy thôi. Cứ là mỗi người, từng người mỗi người xếp cục đá và chơi lần theo cặp. Bây giờ cặp đầu tiên sẽ là Victor với lại Missy Uyên nha. Và hai đứa tôi xì cái ai đặt trước. Rồi Uyên đặt trước. Chạp. Mình lấy cục nhỏ xíu vẫn được mà. Khó rồi. Khó rồi. Cái cục quy định là cục phải lớn hơn con cái một miếng mới được để nha. Đúng rồi, cục bằng con cái mới được để nha. Khó lắm. À, cái này khó đó. Chơi liều vậy, cục nhỏ thôi. Ăn đâu mày không Tần ơi. Tần, chơi liều kìa. Oh, rồi. Yeah. Rồi, ok nè, hai đứa tuổi xì nè, cặp thứ hai nha. 1, 2, 3. Rồi, đứa nào thua là đứa nào phải xếp trước. Ở lão hắn à, hắn có xếp trước, hắn được xếp trước, quên. Đúng rồi, rồi hào một cục, ok chưa? Ok. Cục phải từ con cái tới lên nha, không được nhỏ hơn con cái nha. Năm, bốn, năm, bốn, đó. Thôi xong, kiếp cục nhỏ cái thôi, kiếp cục chỉ bự với em. Năm, 4, 3, 2, 1, hết giờ, ok, tới tiếp theo là hào. Cục đâu có cái không? Rồi, có cái, hợp lại. Chuẩn bị điểm nè. 5, 4, rồi, từ từ, rồi, hợp lại, dứt. Đơn sửa mà, chuẩn bị điểm là 5. Ờ, đỉnh cao. Rồi, từ từ, rồi, hợp lại. Đại diện cho anh em thôi. Đừng có la, làm rung nè. 5, 4, 3. Rồi hào tập ra, chúng ta đến cặp thứ ba. Rồi tiếp theo là Đại và Tuấn. 1, 2, 3 Tuấn xì nè. 1, 2, 3. Rồi Đại hắn được đi trước. Đi trước à. 5, 4, 3. Hắn gửi cho chàng cục nhỏ thì là sao? Con cái nha. Rồi hợp lại. 5, 4. Khó rồi. 5 4 3 Nhường anh. Nhường hả? Rồi Tú tập. Rồi chúng ta đến với vòng giám khảo chơi với lại người giàu nhất Việt Nam Team Lobby Lock. Giàu tạm thời anh ạ. À, vậy em nhường anh chơi tướng nha. Dạ không, anh tôi xì anh. 1, 2, 3. Thấy chưa, cũng vậy à. Anh chấp em luôn. Rồi anh đang cố gắng làm điều gì, thực hiện điều gì. Em không lụm đá trước đâu. Cái cục đó là cái cục chơi nhau chứ gì đâu anh không biết hả? Nhưng mà nè, Từ, rung quá, cái cục này tiêu rồi. Cái cục đừng cho vậy.
Thôi rồi, thôi rồi. Chắc mày không điếm luôn á. Cho cục đó là phải vô á. Nè, chuẩn bị điếm nè. Nó cũng tạch rồi, nó tạch rồi, nó tạch rồi, nó tạch chắc rồi. Nè, chết 10 giây luôn. 10. Chết. Rồi, chúng ta đã có kết quả của 4 người chiến thắng sẽ chơi với nhau. Rồi, chúng ta đến với hai bạn nhà nghèo. Chiến thắng vòng 2 vòng là chiến thắng vòng 1 đúng không? Dạ. Ok, tôi xây ra. Không được lùm trước đá đạn gian. Ok. 1, 2, 3. Rồi, chiến thắng được bỏ trước. 5, 4. Láo kìa. 3, lẹ lên điếm á. 3, 2. Thôi xong. Xong mày ơi, cũng mày toàn cho luôn. Quay gần lại chúng ta cùng phóng nha. Mà mình là phóng viên từ trực tiếp cái giải đấu đá này, nó bỏ cục tròn như vậy là tiêu đại rồi. Từ từ, ok, cục này hợp lại. Chấp luôn á, chấp điếm chậm luôn á. Oh my god. Mày quay rồi. Cái cục nó quá chiến luôn. 10 điểm. 10 điểm không có nhân. Rồi ok, chúng ta đến với vòng tiếp theo là Uyên và Lam luôn. Ờ, Cát và Lam đúng không? Dạ. Rồi. Dạ anh. Lấy đi phết nhựa em chơi trước luôn. Wow. Dạ rồi. Cục này đẹp á, cục này đẹp á. Cục này là em chỉ có chết nè, không khác nè. Cục này giống cục nãy mà. Ô, anh lụm, anh lụm đại, anh chấp em luôn, anh lụm đại rồi, nhắm mắt anh lụm đại luôn nè. Nè, thấy chưa? Ai cục cục này có lụa quá, sao nó nhọn, sao nó nhọn đốt vậy? Không di trường tương tiếp quá, sao nó nhọn vậy? Không, anh dù anh là ban giám khảo nhưng mà anh không bao giờ anh thiên vị, anh chơi thật lò thật lòng nè. Cục này là cục giết em nè, dám chơi anh đúng không? Mẹ chơi được không anh? Ok, hợp lại. Có chắc lại qua được không mà trời? Ai một tay thôi, không chơi hai tay. Cục này là cục giết em nè, dám chơi anh đúng không? Hold up, wait a minute. Một tay hả? Đúng rồi. Không đi dịch cục giết chứ, còn em đi dịch được nhưng mà một tay thì được. Một tay thôi. Cục này mà được là... À, chị thấy máy này là trời. Oh my god. Tan rồi. Bỏ rồi. Được không? Dạ. Anh mà qua cục này là em chỉ có khóc khét thôi. Dễ gì mà qua được anh ơi. Chúng ta đến với vòng chung kết với hai người chiến thắng. Ai đây? Vô. Chúng ta đến với vòng chung kết là Cát và Đại. Bây giờ em mà thắng được cái giải này em sẽ chia cho Yên. Yeah. Really nigga. Có thể cứ được có hạt đậu cũng chê nó. Em sẽ cho Yên luôn. Ghê hả? Đó. Ok, tôi xài đây. Một, hai, ba. Một, hai. Rồi. Cát thử đi. Đại cố. Đại cố. Cục này khác đúng không? Đúng rồi, được. Nó vẫn có cái kẻ để đường băng mà vẫn đi được, dù dù nó có nhọn như vậy bạn, hai bạn nó có nhọn nhưng mà vẫn chơi được. Mày muốn ai chấp 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 Hô là hô hoàng gian của hô cô. Rồi chúng ta đã có trò chơi thứ hai, chiến thắng là Cát nha. Để mình coi có trò gì nữa thứ ba. Hai trò luôn anh. Hai trò. Mấy bạn comment giúp mình cái trò thứ ba là chơi gì ở trên suối được ta. Comment giúp mình, comment giúp mình. Every winter later. Đang chơi nước tới bạn ơi. Nước xả rồi, tới 4 giờ chiều nước xả rồi. Vô. Ồ là ở đây là chiều 4 giờ chiều thì xả nước bạn, thủy điện hay gì xả nước đập á. Đây nói chung là nước nó sẽ chảy ào ào như vậy và chút nữa nó sẽ dâng cao lên luôn đó các bạn. Làm đi vô nha. Rồi bạn của em trôi ăn ơi. Bạn của em trôi mất tiêu luôn rồi. Nó máy bay luôn rồi. See you again luôn. À, nói chung là nước nó sẽ lên rất là nhanh luôn. Chưa đầy 5 phút nữa mà nước nó tới bờ trong đây luôn bạn. Trôi rất là mạnh luôn kìa. Nói chung là nước khá là cuốn luôn. Ủa sao còn có đôi dép không mày? Trôi trôi. Rồi tình hình là tối rồi và tụi mình sẽ quay vàng bên bếp lửa và ăn tối và đấu giá luôn nha bạn. Và phong cách lần này sẽ là đấu giá phiên bản Omakase của đầu bếp Osaka Lâm. Trời ơi. Đầu tiên mình sẽ bỏ dầu lên bếp nha bạn.
đó, ít dầu hơi nhiều quá ăn cholesterol lắm, chảy dầu ra nè, đó. Ừ. Bà Du đầu bếp đó ba. Đầu tiên chúng ta sẽ có món khá hồi áp chảo. Xèo kìa, xèo kìa. Wow. Sao lửa nhiều dữ à? Sao lửa nhiều dữ vậy? Cứu tôi. Từ từ, chưa quen, thấy không? Từ... Ôi mày cho tôi nổ vô áo kìa. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Từ từ, chưa quen. Làm được quá, làm giết kìa. Tìm hiểu. Món cá hồi áp chảo này là phải có nước cốt cham cam như vậy nè. Đó, xin chào ông bà chưa? Ủa? Vậy á. Rồi bây giờ bắt đầu. Lấy món đầu tiên ra, cá hồi áp chảo nước cam. Trời ơi. Thêm nhiều muối. Muối này ăn rất là điều vị. Độ chính chắc cũng cỡ medium rare. Ôi, nó thơm. Có tiền đâu mà hỏi. Thơm thiệt. Không. Một ca. Nhiều chứ. Một ngàn. Cái món này nó sang chảnh quý phái cho em một ca thì không được rồi. Em cố gắng em chờ cho mọi người những tầng lớp mà ta sang trọng phải không? Rồi ta đấu giá người ta ăn đâu hết rồi thì tất lực mình. Không để 10 ngàn. 10 ngàn. Nghĩ sao 10 ngàn? Với một cái món quý phái như vậy thì 100 ngàn. Đúng rồi. Dữ. 500. Wow. À thì em cũng chẳng còn gì giấu nữa, em phải lộ cái danh tính thật sự của em ra rồi. Mình phải lộ cái nghề của mình ra bạn. Giấu nghề hơi lâu rồi. 600. Bạn này cứ kê giá cho bằng được thôi à. 600k là thứ nhất. 600k là thứ hai. 700 à. Bạn cứ kê đi à. 800. Rồi 800. Em bỏ 1 triệu. 1 triệu? Dạ. Có ai trả giá 1 triệu không ạ? Bỏ. Không ai trả giá 1 triệu à? Bỏ. À, ok, Tú ơi, qua anh kia ngồi vô chỗ cho Quýt tập ăn. Dữ vậy ta. Để tôi ngồi xuống tôi cảm nhận. Nó đã cái đít gì đâu á. Tiền thì... Đi đem cầm cho, em cầm cho. Trời ơi. Bậy à, tàn bạc là không có cầm dòm. Đó được phục vụ nữa kìa. Trời ơi. Đầu bếp 5 sao mà. Mùi cá hồi và mặn mặn nó ngon lắm anh. Thật sự á. Có hòa huyện không? Hòa và huyện luôn. Ok. Uống thêm tí, cái xi nữa. Ok, chúng ta đến với món thứ hai. Đây là món đặc sản của quê anh, đặc sản của Nhật Bản. Đó chính là đậu nành lên men. Đậu nành lên men natto. Món này ăn bao cuốn luôn á. Cuốn với bạc luôn, hơn cả quà gà cuốn với bạc nữa. Anh thì chế biến đi. Nào. Sao ạ? Tôi mua cái ghế này của ông 100 ngàn. Ông đi qua anh kia, đại qua đây đại. Bán không? Bán. Đại, qua đây. Gì có mua chỗ ngồi đó hả? Dạ. Sống rồi quá anh ơi. Cuộc sống này tiền nhiều mình mua luôn chỗ ngồi anh. Cho anh dạy em qua. Ủa mua nó qua làm gì? Đừng làm cho nó đúng nha. Dạ em qua cho nhìn miệng. Cho hai đứa luôn nè. Rồi tôi biết chị này nha. Biết là hai này đàn em nhất nè. Ngon lành luôn. Đây chúng ta sẽ có đậu nành lên men. Đầu tiên là mình sẽ lấy cái lớp vỏ này ra nè. Nó sẽ có hơi bị nhớt nhớt như vậy các bạn. Đó, sau đó mình sẽ cho cái mù tạc vàng vào nè. Đó, xịt mù tạc vàng vào. Nhìn nó vàng vàng như xịt vậy thôi chứ ăn thì nó ngon lắm nha các bạn. Tiếp theo là nước tương Nhật Bản. Để vào. Tiếp theo thì mình sẽ quậy đều lên cho các bạn. Quậy cho mình nó lên càng nhiều bọt ăn càng ngon. Nó sẽ như là mấy cái cục... Bắt tệ chứ. Đợm dây. Nó sẽ nhớt nhớt như vậy nè. Nè đó, nó càng cái độ nhớt mà nó càng cao thì người Nhật người ta càng thích. Để bạn thấy không? Càng quậy nó càng nhớt. Món này sẽ có combo là mua bột được 2. Mua bột tặng 2. Đó.
ra giá mọi người. 1k. 1k. Cái hẻ đó chơi đi. 5.000. 5.000. 6.000. 6.000. 100. Cái gì? Này luôn có nhiêu tiền rồi. Ai trả giá hơn 100 không ạ? 200 ạ. What? 200 ạ. 200. Dạ. Tôi nhường anh. Dạ em gửi anh ạ. Ngon lành luôn. Mình giá dạ, dạ. Đừng, đừng anh, đừng anh, đừng. Để à, anh phục vụ em. What? Wow. Ờ đúng rồi kìa. Kéo sợi như phô mai vậy mà. Đồm. Trời ơi, thấy không, thấy không? Gì biết chân hợp. 200, 200. Good. Khó ăn. Khó ăn. Dạ, nên em quyết định là em là đã mình giàu thì mình cũng phải có một cái tấm lòng là chia sẻ đồ ăn ạ. À. Mỗi đứa một hộp. Em xin. Không, ta cho mình là tốt rồi, cảm ơn. Đúng cảm rồi, cảm ơn. Có ăn là ngon rồi. Đây, anh cho luôn hộp này nè. Anh ăn cũng có lòng rồi thì mình cũng có miệng. Ăn hết cho anh nè, đồ ăn rất là ngon á. Ngon đúng không? Chắc. Ngon không? Ngon ngon. Trời ơi ngon. Ok, cho ta đến cái món thứ 3. Tôm xiên que nướng kiểu Pháp. Wow. Ngon quá dạ. Ừ. Ồ, nó xiên que sẵn luôn. Đúng rồi, nó ốp sẵn luôn. Ngon quá. Mình thấy cái bọc đó như là 4 xiên lặng bạn. Mà đầu bếp ok rơi của tôi đóng 3 xiên à. Ca này nó giúp cho đậm đà vị với em còn ngọt cái cay rồi. Rồi đãi kìa. Rồi. Ok. Chính rồi hả? Chính rồi tôm mà. Trời ơi, đấu giá mọi người, đấu giá đi. Đâu giá đây? 50. 50. 100.000. 200. 200. 300. 300. 1 triệu. Anh nghĩ là game này là hụt về ăn rồi. 1 triệu là thứ nhất à. 1 triệu là thứ hai à. Xì xì. Wow. Dạ, em gửi ạ. Ồ. Anh biết á. Ủa, xin que mà cũng cần phải lấy cái đĩa làm gì đó. Cho nó quý tộc anh ạ. Ồ. Quý tộc. Con bé này biết điều, tí thưởng cho con tôm. Ok. Wow. Con tôm này nha, sụt sụt sụt. Ướp gia vị ngọt ngọt mặn mặn. Được rồi nha, ngon á. Nó ướp vừa ăn sẵn luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Quá ngon. Với lại đầu bếp làm ngon nữa. Trời ơi, đầu bếp tao nạp chục sao luôn. Anh kiểm em đi. Anh ăn mà nước miếng em nó ứa ra luôn á anh Ân. Really nigga. Nhiều tôm quá. Ngon quá. Chúng ta đến với món thứ tư nha bạn. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cho nước vào. Mì lên. Mì quen. Trời, mì quen là sao? Trời. Ghét vô con. Nó bị đen hết cạnh rồi kìa. Có đâu. Mì nó vậy em. Rồi. Bắt đầu cho dầu ăn vào, mì xào hải sản. Ủa? Đó. Nhiều dầu như vậy nó mới cholesterol. À, thì ra. Hải sản. Later. Ok. Món mì hải sản. Thích cách đầu bếp và trang trí như thế này. Đầu bếp đến từ Osaka. Lại thêm một lon Pepsi mới. Hôm nay mình quảng cáo Pepsi. Really nigga. Rồi, đấu giá đi ạ. 1 triệu. 1 triệu ạ. What the hell. Chúng ta tiến tới luôn là không có ai đấu giá hết á. 1 triệu là thứ nhất. 1 triệu là thứ ba. Rồi, cho thú. Cùng gia. Rồi, tiến đưa tiền không? Dạ. Thú nhắm đích, nhắm đích nó đúng. Hơi khô mày. Mày là mày nướng đá em. Nhìn nó cũng không giòn lắm. Nó không giòn đâu. Để ngon nha. Ngon hả? Để mì nó dai dai. Còn cái phần bột á, cái gia vị á, ăn được á. Ồ.
chấm phô mai. Ừ. Ăn thêm miếng cơm chấm phô mai. Rồi. Bô phẹt không? Em đã ăn 3 món rồi hả? Anh nghĩ chắc cũng no hả? Em cũng no rồi, đúng không? Cứ chớp. Ok, cho ta đến với món thứ 5. Món gì vậy? Đó, món bơ, bơ nước ván. Và món thứ 5 này chúng ta sẽ có bò bít tết. Wow, khỏi quá. Những bò nhìn nó dày, khoai tây nữa. Wow, ngon kìa. Đó, bò bít tết khoai tây. Ôi, vừa cắn cắn kìa. Mở thời gian nha. Em ăn được đó nè, sẵn sàng. Nóng quá quý vị ơi. Tưởng hay á. Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Xin lỗi mọi người, nóng quá. Vậy được rồi. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ cho nước sốt tiêu đen vào nha bạn. Wow. Ôi, mày ghét nhìn kìa. Mày tính ra là của tôi. Trời, cái phần này nó ngọt ngọt rồi, cái tiêu đen cay cay nữa. Bé béo của bơ. Trời ơi. Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn anh ơi. Ok, tự đấu giá thì có tay. Năm chục. Dở dở. Sáu chục. 100. 200. Trời ơi. Tôi có đôi liền muốn phát biểu. Mình ăn gì mà không có đấu giá đâu anh. Nói những cảm động của anh thôi, cảm nhận thôi. Mình thì mình ăn 3 món rồi bạn, và mình cảm thấy là đủ rồi, nên mình muốn nhường cái sân chơi này cho giới trẻ. À, còn cái phần này á thì anh sẽ cho mọi đứa 100k. Bỏ trước mấy đứa giàu rồi. Bạn đi đây, no quá bạn ơi, chịu không nói. Ăn nhân của tôi đi rồi. Rồi có ai trả giá hơn 2 xị không? 2 xị là thứ nhất. 3 xị. 2 xị là thứ hai. 4 xị. 500. Wow. 500 lần thứ nhất. 500 lần thứ hai. Quá buồn. Chốt kèo. Tốt lên. Hey. Trời ơi, cái gì vậy? Oh my god. Trời ơi, trời ơi. Bò đé lửa hồng luôn rồi. Rồi, món này thuộc về Tú, 500k tiền đâu? À, đây, đây, đây. Món này thì được ngay một chai rượu xương xương. Wow. Đã à. Ủa còn đúng 500 luôn anh. Rồi. Xin hãy cho cái đĩa. Trời ơi. Không mắt không thấy, tim nó không đau. Quá đứng đau. Tâm nhìn cái tóc hơn. Đúng. Trời ơi. Rỡ ngon. Không thấy tim không đau. Rượu shochu. Làm thêm miếng shochu nữa. Nó chai là ngon. Trời ơi, đắng quá. Ok, chúng ta đến với món thứ 6 nha bạn. Và đây là món bột chiên. Ngon, ngon. Khoai xin, xin cái này. Đó, bột chiên. Món này cũng ngon lắm. Mọi người chuẩn bị tiền đi. Món này là anh chưa từng làm bao giờ. Rồi, sau một hồi thì 6 cục bột này tự nhiên nó dính lại với nhau như tàu hũ vậy nè các bạn. Đây là bánh gạo Nhật Bản nha. Biến tấu là thành bột chiên. Đặt trứng vào. Rất giỏi luôn anh. Trời ơi. Nghe. Cái gì từ từ. Chưa quen từ từ mấy đứa. Rồi luôn. Chưa quen, chưa quen. Từ. Đập chưa chứt khoát. Nè, cái này mới chứt khoát nè. Đó. Đó. Cái công thức bột này mấy cô mấy chú chiên hay lắm mà sao mình chiên hơi khó mà. Đó, nói chung là cái dạng như mấy chú làm là sẽ là đắp trứng lên trên cái bánh. Đó. Mình cũng đắp rồi anh. Đúng rồi, đắp. Không, phải chân nguyên khối như vậy nó mới hợp lý, ngon. Đó. Từ từ.
đừng bao giờ có thường người khác đó, chỉ đơn giản là vậy đó. 100 ngàn cho xong mà. chưa xong ấy là lại cầm lên chưa xong. Hấp dẫn đó, hửi hửi còn thơm không, tại sao nó có combo mà lại là Pepsi. Giá hơi đẹp, đọc nghèo rất nhắm. 100 ngàn thưa quý vị. 200 thưa quý vị. 200 300 300 350 400 400 450 500 Ơi chết tàn rồi, 550 tàn. Ráng rồi, lên triệu đi cho ăn luôn. Gài luôn. Vô luôn 800 bỏ 500 ngàn nó hụt về. Tu 500 đi đâu. Rồi 500 ngàn đủ. Đây. Món bánh này nè, phải ăn như vậy nè. Ăn ít tương ớt ha. Ăn nhiều. Nhiều anh ơi. Nhiều. Chấm vào. Đây, lấy tay đó, ta tự cầm được ăn rồi. What the hell? Tao skip sợi á. Ủa? Bị đầu bếp lừa rồi. Sao? Được không? Ăn như cục bột mà chấm với tương ớt anh. Nó nghe mùi bột với lại nghe mùi tương ớt, không nghe mùi trứng. Có được không? Có được ăn được không Tú? Mà được không? Được, bắt nghĩa lại cho anh đi. Đúng rồi, không ăn được. Không được á. Mình thấy ở đây kêu mình bán quá. Mình bán cục 50 nha mọi người. Mua. Con cục này. Thiệt không? Thiệt. À, 50. Mua đi, có tiền mà, mình có ở đây tôi chơi mạnh nha. Bán nào cho bạn cục hả? Đúng rồi anh. Vậy em bán được 8 cục rồi, em bán được 8 xị rồi, 4 xị rồi. Giờ bán nữa là nó lên 1 xị anh. Được. Ok, chúng ta đến với món thứ 7 các bạn. Xúc xích nướng đá. Trời ơi, quá rồi. Món này khá là dễ làm luôn quý vị ơi. Nướng lên là xong. Không cần cầu kỳ những món khác. Rồi, chúng ta đến với món xúc xích. Làm để em hửi cho thơm. Wow. Trời ơi, món tổ. Và được ngay một chai nước Nhật Bản hương vị dầu. Ủa, cực kỳ xịn sò của bò luôn. Thu ra cho mọi người cùng mãn nhãn để đấu giá nha. Làm sao nữa? Làm lại anh. Lỗi kia hả? Lâu. Xin lỗi mọi người, mình phải lấy cái cục này ra. Quên. Lấy cục này ra thôi nha, chứ có cái vòng này không xài được nha. Đó, lấy cái vòng này nè, để đây vậy nè. Sau đó. Đó. Wow. Trời ơi, nó hơi mùi dâu và nó ngọt ngọt. Nice. Hương vị tuổi thơ Nhật Bản. Ngon quá. Có cái cục gì trong cái cục bi á, mình uống nữa. Thôi con đít Nhật Bản nó uống xong cái nó giặt cái đó ra lấy cục bi này ra bắn bi. Wow. Ở giữa đây có cục bi nữa không? Để uống miếng cho mấy đứa hay cục bi. Cục bi lắc lư hay các bạn? Còn nửa chai nữa. Nói chung là marketing của Nhật Bản tao làm hay lắm. Uống chai nước xong dặn cái nắp ra giục có cục bi bắn bi. Nó vậy vậy không? Được rồi anh, khỏi thử nữa. Ra giá đi nào. 100. 200. 300. 300 là bao nhiêu? 400. 400, thằng này có đấu giá luôn không? Mày vừa cho thằng chơi cho bọn trẻ đi. Đem. Chứ em no rồi anh ơi. Đúng rồi. Nên là em sẽ không ăn nữa. Đúng rồi, nên vừa sang chơi cho bọn trẻ đúng không? Đúng là người tốt. 300 đúng không? Em 400 rồi. 400. 410. 420. Em hùng cho chị 50 luôn. Là 487. 487. Sợ quá, 500. Nín. Thôi mời em an tọa em, bây giờ em biết trước đây rồi đó. Sợ quá 500. Trời ơi, dễ quá được hơn hức. Không nghĩ này hơi bẩn nè. Hơn hức, ăn với là tương ớt nè. Đúng rồi. Xịt lên. Đó. Rồi. Tới lúc hưởng hức. Gùng các bạn, sao không được luôn kìa. Rồi. Món tổ. Cho chim nó uống xong cho cục bi nha. Uống xong cho anh cục bi nha. Ok.
quá là tuyệt vời. Được không? Đồ anh, em nhìn đó nãy giờ mà. Nói chung là nàng có hôm hôm bé béo đồ. Hôm hôm ơi, không có béo nữa. Ờ, dầu quá, dầu chế dầu quá trời, không béo kìa ta. Thấy cái này chắc no rồi. Ok, chúng ta đến cái món thứ 8 luôn các bạn ơi. Đậu hũ chiên. Món ngày càng dân dã đi nha. Why minute little. Đậu hũ đã giòn nha các bạn. Đó. Món ăn ngày càng dân dã đi. Là còn bao nhiêu bé chưa ăn được cái gì hết ta? Dạ. Em là 4 người đang ăn nè. À. Còn tới 4 người chưa ăn hả? Dạ. Hình như là món này là muốn hết rồi đó. Bò nó thêm đi anh. Chúng mày phải muốn hết rồi. Ủa Toàn ra Toàn, xong chưa Toàn, lấy nó ra Toàn. Xịt bên kia rồi. Đó. Đậu hũ chiên. Ăn với lại nước tương tỏi ớt hoặc là muối tiêu chanh. Wow. Ok chưa? Có nước luôn. Ok anh ơi. Một lô chiêu. Wow. Dù là món dân dã nhưng mà uống rất là chiêu. Ok, lên giá mọi người. Sắp hết món rồi đó. 107. 107. Trời ơi dữ. 200. 210. 250. 6. 300. 310. 350. À, bỏ anh ơi. 350 là thứ nhất. 350 là thứ hai. Chốt kèo. Yeah, có đồ ăn. Rồi, hứa kèo. 350 á. Phải chờ tới lượt thôi, phải chờ tới lượt. Thổi gì lại. Tầm này ăn cái gì cũng ngon hết trơn mấy bạn ơi. Đúng, ngon tuyệt vời. Ngon quá nè. Ok, chúng ta đến với món thứ N mình không nhớ đó bạn. Và đây chính là món trứng cuộn nha. Ngon. Đó. Rồi, bắt đầu cuộn nha các bạn. Khó cuộn chứ ta. Thế bà ơi, thì ra là thực hành với lại lý thuyết nó khác nhau hoàn toàn các bạn ơi. Đây. Trứng cuộn của tôi đây sao? Trứng cuộn phô mai mozzarella. Ăn cho nhiều chứ hả? Trứng cuộn phô mai mozzarella. Quá chuyên nghiệp rồi. Để đậu đẹp hơn. Đó. Hãy hưởng thức. Đâu lên giá. 50. 150. 150. 160. Thôi thua. Ủa. Nhanh vậy. 160 là thua rồi hả? Dễ vậy hả? Để lên cái tay nghỉ hiệp. Giúp. 160 là nhất. Không cướp. 160 là hai. Chốt kìa. Hay quá anh ơi. 160 luôn vậy hào, thưởng thức em. Để em thử miếng phô mai anh ơi. Rồi sao? À có ai? Em phải đứng dậy em ăn chứ. Đúng rồi, quên cái sợi mà. Ờ, ở rồi ăn. Đó, ở dưới mì vậy á. Nó béo béo mặn tả lắm anh. Rồi trứng sao? Vừa ăn không? Trứng quá vừa ăn luôn. Mặn vừa đã lắm. Ủa mình còn món tình hương hay gì? Ủa là gọi ai chưa ăn? 1, 2 anh à. Hai bé chưa ăn hả? Đúng rồi. Vậy là chắc nó phải là món tình hương thôi chứ giờ sao giờ. Đáng lẽ là hết món rồi nhưng mà tụi nó năn nỉ quá nên là cố gắng làm thêm vài món tình hương ha. Ok. Món bóp chát. Rồi. Tiếp theo là món bắp xào. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cho ruốc với lại hành tỏi phi đồ vô nha các bạn. Wow. Đậm đà nha. Wow. Do là không có chuẩn bị nên không có hành lá với đứa ơi. Không sao. Đúng rồi, món ăn tình thương rồi đúng không? Vô bụng em. Rồi. Dứt. Thơm lắm á. Thơm quá. Lên giá đi. 100.
Món này chúng ta chỉ cho mấy bé chưa mua thôi nha, món tình thương. 100. Hai bé cuối cùng. 1.000. 100 đúng không? 101.000. What the hell? 10. Ồ, dữ. Ok, 110 là thứ nhất. 110 là thứ hai. Cho em 15.000. 115. 120. Chốt. Này. Mình cầm món ăn tình thương đúng không anh? Coi. Anh nhiều lắm. Không ngon thôi à. Không sao. Có anh là được cho tôi. Rồi. Đúng. Trời ơi. Anh này mạnh bạo. Bắp xào bơ. Gì dữ gì vậy? Nóng. Ngon không? Như mấy chú bé ngoài đường hả? Wow. Hợp lý không? Ngon lắm. Ok, chúng ta đến với món tình thương cuối cùng của ngày hôm nay. Nói chung là cái món này định để sáng mai biểu diễn, nhưng mà tình thương nên biểu diễn cho em. Món bánh Ấn Độ em. Bánh này tên là bánh Paratha. Đây, chúng ta sẽ có những chiếc bánh như vậy. Như bánh pizza vậy bạn, nhưng mà hơi mỏng. Trời ơi, cái bánh! What the hell? Nhảy ra anh ơi, cố lên. Wow, chuyên nghiệp. Phải vậy chứ. Hawaii immediately tell. Ok. Chính rồi nha bạn. Paratha Paratha. Hả? Tương ấp la. Ăn với lại muối tiêu. Rồi, đặc quyền của bé Huyên là 1k. Dạ, em chắc chắn là 1k rồi. Rồi bé nào ăn không no thì thêm không gọi ha. Wow. Ngon lành không? Mặc dù là nó không có vị hết nhưng mà nó vẫn ngon. Nhờ cái gì cũng ngon hết trơn á. Ngon lắm rồi. Cơm với trứng là không hết sảy luôn. Đúng bài anh ơi. Cơm còn ngon. Cơm còn ngon. Nhà tình thương quá vậy. Trời ơi. Còn nước tương nữa, đúng bài luôn á. Dứt. Thôi chúng ta một tố đội đi. Mày gần, mày trẻ. Hỏi người nghèo. Trời ơi. Như bữa cơm gia đình luôn á. Ngon. Nào con này. Ồ, hay ra là cái bánh này là người ta quăng vậy nè. Tao thấy mấy người Ấn Độ là người ta sẽ quăng cái nó quay một vòng đi về á. Mà mình không được nha các bạn. Đó. Hay bầu đó, chiều lên. Do chiều này cá thắng được 2 game với nước. Dạ. Nên được 2 quà, đấy là thắng một cái là được một quà, thắng 2 lần liên tục luôn, được 2 quà. Wow. Đây là cái mình thấy hồi lúc cũng khó, mình mua trong kho lâu lắm các bạn, nay tự nhiên lục ra được. Kìa. Chắc cũng phải năm số tháng gì rồi. Nến thơm may mắn. Trời ơi. Lúc là hay hót lắm nè, nhiều bạn đồ review lắm. Có quà hay có vàng gì trong đây đúng không? Có tiền anh ơi. Có tiền hả? Và đây. Một hũ. Hai hũ. Ủa rồi sao lấy tiền nữa Toàn? Hình như là phải đốt cho nó kiểu nó hết cái nến này anh mới có tiền. Hả? Đốt hết hai cái nến này mới biết là có tiền hay không hả? Tiền nó nằm đâu ở giữa anh ơi. À là mình sẽ đốt nó vậy. Cái nó tan từ từ. Rồi. Đây đốt luôn là em đốt tới sáng mai là nếu có tiền em lụm, còn nếu như tụi nó vậy trước em phải lụm của em. Rồi, ngon. Đẹp. Ông hồi chị em hứa là em cho Uyên cái thì em bích lấy cái này, còn cái này cho Uyên. Ok. Mọi người cái hả? Và chứ tối chúng về ngủ, về liều nhớ đốt nha, đừng đốt liều nha. Dạ. Rồi, số phận của đầu bếp là như vậy các bạn. Ăn cơm vừa canh cặn của mọi người. Đấy, em thấy anh giống hình gì. Sau khi biểu diễn Omakase Nhật Bản thì mình cảm thấy là khá là mệt mỏi nên quyết định là sẽ đến với vòng cuối cùng, đó chính là vòng đấu giá đi ngủ nha các bạn. Và ở cái vòng đấu giá đồ ngủ này thì mỗi người chỉ được mua 2 món thôi, dù có giàu có nào cũng được mua 2 món thôi. Và đầu tiên chúng ta sẽ có một cái gói ôm quà tiết bông hoa rất là cổ điển thập niên 90, giống cái gói ghiền nhà mình ghê luôn các bạn. Và giá khởi điểm là 1k. 1k. 2k. 2k. 10.000. 10.000. 100.000 hứa quý vị. 200. 200. Được. Chắc là khó chịu nên tôi phải nhường thôi. Nhường. Ok.
200 lớn nhất hạng hai là Hoa. Chốt kèo tú được một ngày một cái gói 200. Và tiếp theo chúng ta có ngay một cái túi ngủ phiên bản rất là lớn. Do đây là bình thường các bạn về khuya khoảng 1-2 giờ thì sương nó xuống rất là lạnh. Cái đó thì hồi đó chứ giờ mình không biết gì sao, mùa này không biết có lạnh không. Nhưng mà nói chung là bình thường thì mình ngủ là hay bị lạnh các bạn. Túi ngủ rất là quan trọng, giữ ấm cơ thể. Và túi ngủ này có thể hay thấy mền nữa. Giá hay điểm vẫn là 1k. 150. 150. 150 lớn nhất, 150 lớn hai. 500. 500 lớn nhất, 500 lần thứ hai. 600. 700. Oh, 700 một vậy ăn. Anh này cứ chơi cười không nhờ. Chúng ta đến với một chiếc bền màu hường rất là cá tính manly. Và giá điểm vẫn là 1k. 1k. 2k. 2k lần nhất, 2k lần thứ hai. 100. 100 được. Ôi lộn, toàn ra giá 100. 200. 200. 300. 300. 500. 500. Em bỏ anh ơi. 500 lỗi nhất, 500 lỗi ai. Chốt kẹp 500, em có nhắc có 500 không? Rồi, là nhiều tiền chúng ta. Ok, và chúng ta tiếp theo là một chiếc gói chuột bít cây. À, rất là tình yêu luôn, màu hường luôn cái kiểu. 1k. 100 à? 100. 100 là thứ nhất, 100 là thứ hai. Chốt kẹp 100 và ăn đủ 2 món về chuồng. Ok, chúng ta lại tiếp tục với một chiếc mền màu hường đậm. Mà này màu hường lợt, này đậm hơn nha. 1k. 200. 200. What the hell? 200. 1, 2, 3. Chốt kẹp đủ 2 cái đưa tiền rồi. Và về chuồng. Chúng ta lại tiếp tục đến với chiếc gói của bé Su. Gói chó hường, chó đốm gì tùm lum nè. 1k. 10k. 70. 70. 70. 70. 1. 80. 80. 80 lớn nhất, 80 lớn hai. Chốt kèo 80. Chúng ta đến với một chiếc này là có thể gọi là tấm ra các bạn. Nó không giống mền nhưng mà nó lại giống ra. Nhưng mà nó lại có thể dùng được hai mền. 1k. 2k. 2k. 50. 50. Nó sẽ hai cái mền nè. 60. Một cái lót. 60. 60. 70. 70. 100. 100. 1. 110. 120. 120. Phân chấm hai lớn nhất là thứ hai. Chốt kèo hai mệt cái lạ chưa. Cái lót cái đắp anh ơi. Tiếp theo chúng ta có ngay một chiếc mền đốm rất là tuyệt vời, giống như là báo vậy. 3, 2, 1. 1k. 10. 10k. 15. 15. 20. 20. 50. 50. 60. 60 lớn nhất. 70. 70 lớn nhất. 70 lớn hai. 80. 80 lớn nhất. 80. 1, 2. 90. 1, 2, 3, 100. Nhờ cái này. 100. Em xin. Một chiếc gói gấu Cola Cola Hugo gì vậy nè. 1k. 2k. 10. 10 ngàn. 50. 50. 1, 2, 3, 50. Ủa, chúng ta lại gặp ba bạn này là ba bạn là cái gương mặt là hăng hồn nè. 1k. 70. 70. Dạ 70. 80. Sao tự lên đời á, sao có 70 hay hả? Hồi nãy ngân chị 100 ngàn đó anh. Oh my god. 80. 80 rồi, em 80 rồi. 80. 82. 80. 90. 100. 100. 110. Bỏ. 110. Không có tiền nên rồi 110. Em đủ hai món, ok về luôn, chút ngày mai đưa anh tiền cũng được. Ủa mình còn cái món nào đó mà tình thương không ta? Mấy em chờ anh kiếm tình thương chứ giờ tình thương đâu. Sau khi anh lục hết cái kho của ekip luôn thì chỉ có được hai món này thôi, mà mỗi đứa chỉ được mua một món. Đó chính là một cái túi ngủ phiên bản khá là nực nội, do nó có bên trong nó có lông á, và một cái tấm bạc. Mỗi đứa chỉ được mua một món thôi. Và đầu tiên thì mình sẽ ra giá cái túi ngủ trước. 1k. 2k. 20. Ủa này nó nghèo hơn 20 nữa hả? 30. 30. 40. 40 thôi nhưng em xin 1k. 1k. 1k luôn. Nói chung là happy ending nha bạn. Ai cũng có chỗ ngủ ngon lành đó nè. Đầu tiên là ăn nè, gối rồi túi ngủ nữa. Còn cái túi ngủ nãy giày kìa, anh làm thành cái niệm luôn á. Im đúng không? Dạ. Perfect. Tiếp theo nè. Nào có gói không? Quá im anh ơi. Có gói có mền luôn. Có gói có mền luôn anh ơi. Rồi. An nhiên luôn ha. Rồi tiếp theo là cổ liều màu vàng cam này.
Tú đội, có mệt không Tú? Có anh, em giàu mà. Đâu mệt đâu? Ghê à, có mệt có luôn. Có luôn. Ngon lành. Rồi nằm cái này nó cho ta ấm cúng kìa, trời ơi bà ơi. Rồi tiếp theo đại có gói không đại? Không anh ơi. Có mệt không đại? Cũng không luôn anh ơi. Chứ có gì? Em có tấm bạc. Em dành em lót chứ đi đi đây em nằm. Ừ đặt cũng chết luôn. Đúng. Cần gì mệt. Nè coi nhìn cát ở đây đủ ok. Rồi. Vừa có bền mà vừa có gói luôn hả? Dạ. Ngon lành cành đào luôn. Đã quá đã luôn, còn có mùng này chống mũi nữa. Đúng vậy. Còn tàu này không có gói nhưng mà có bền. Hai cái bền không biết nó chơi cho kỳ vậy ta. Không, cái chân em nó dài quá thôi. Là em lấy cái tấm hai mệt kia em làm cái đệm lót dài ra. Đúng rồi, có cái này đắp. Máu dồn não nè. Còn bà này thì bà tôi ngủ không xài mà làm gì vậy? Anh em không có sợ nóng, à em không có sợ lạnh, em chỉ sợ đau lưng thôi. Và cái này là nền đất, cô đá nữa cho nên lót là ok rồi. Sáng nó lạnh thì chui là tôi ngủ. Nói chung là happy ending, ai cũng có quà hết nha bạn. Biết như tối nay mà có mưa có bão thì là đứa nào mà nó bị gì mình sẽ cập nhật nha. Ok, chúc mọi người ngủ ngon, mình cũng đi ngủ đây. Rồi trời sáng các bạn ơi, mình sẽ kêu mấy anh cu dậy nha. Đây đầu tiên là cu ăn. Mệt cú chết luôn, tôi ngủ nó có xài đâu. Anh ơi, ngủ ngon em? Dạ. Ngon không? Ngon anh. Có xài thuốc ngủ không? Không, hôm qua hơi nực nha. Được chưa, nói mùa này nực. Nhưng mà do em có liều. Dạ. Mấy bé mà thằng này hả? Mẹ phải giặt dùng bạo lực chứ mới được mà. 62 bạo lực. Ngon không em? Quá đã anh ơi. Được không? Dạ, được. Thằng này làm sao ta? Thằng này là cũng phải bạo lực đó nè. Mấy thằng mà nó lì lì nó bạo lực chứ sao không có vậy đâu. Trời ơi, trong đây không khí nóng nó tràn ra kìa. Được không con? Được không. Nói gì? Chắc là được á. Mở kéo cái hột tia ra mà cái không khí nóng nó tràn ra là biết nó được cỡ nào rồi. Nóng nóng á. Em thấy như nó ướt nhẹp luôn. Ờ nó đóng hơi nước trong người nó luôn á. Nè chỗ này nè. Nó bám cái này là hơi nước á. Bên trong nóng quá, bên ngoài lạnh cái nóng hơi nước. Còn này sao nóng hơi nước vậy hả? Sao em? 10 điểm. Đó, kìa sao nào 1 điểm. Cao quá được. Cát sao cát? Vô không? Ok. Ok, thấy cái nào ta? Nè 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 nè, nó lót tiền ra nè. Nó lót cái miếng giấy bạc ra nè. Ủa, à em tưởng nó sẽ trái luôn tờ tiền chứ. Rồi vậy nó lấy cái giấy bạc quán lần nè. Ok, mình sẽ review nha bạn. Rồi, sao đọc phần dĩ vô tay. Nè, we get it. Wow. Oh. 10 ke. 10k nha bạn, 10k nha bạn, mà dính tùm lum là hết rồi. Ok. Con bé tượng như công chúa của thông gần luôn bạn, đã không? Ờ, đã rồi chứ. Ngồi mà hiện ngủ cũng chúa luôn, cũng phải bao lực mới được vậy nè. Tần ngủ ngon em? Nay sừ của mình. Nay sừ luôn hả? Kiểu hơi lạnh lạnh à. Phơi à. Còn con bé này coi thử được nhiều nha. Cái gì đây? Sao con chỗ em nó khác với chỗ mọi người nè, nhìn nè. Quái vật gì nè, kiến rồi mũi gì nó lum đây nè. Nè coi cái coi cái của nó này sao có ong. Có ong à, ong với mấy kiến ba với mấy mũi bạn ơi, sao kỳ vậy? À nó hôm quá ha, mặt ong hả? Sao vậy được hay hả? Hôm qua em mơ em được trăm mấy luôn á. Em mơ được trăm mấy à, em bỏ vô á. À, bự nha, cái cục này bự hơn cục cát á. Cái này mà 500 ngàn là đổi đời từ phút này. Rồi rồi. Trả hụt với đứa qua ép nó nè. Hai chọt em ơi. Màu xanh này 20 nha bạn. Vậy là em hơn cát rồi đó, cát có 10 ngàn rồi. Tối ngủ ngon. Dạ ngon. Tôi ngủ mà. Rồi sáng nay tụi mình quyết định là chiêu chiêu ăn sáng bên bờ suối mà mưa phùn lâm râm nhỏ nhỏ các bạn. Rất là chiêu luôn. Nước hiện tại là đang xả đập bạn. Đang vừa ăn mà tút nữa nước nó xả xuống dưới kia ăn nữa thì rất là vui nha. Hả? Và mấy đứa sẵn sàng tiền chưa? Rồi. Một tiếng đấu giá thì mình cứ chuẩn bị tiền ha. Đầu tiên thì mình sẽ cho dầu vào chảo. Sau đó mình sẽ cho trứng vào. Cái chảo này là phong cách Ấn Độ bạn. Mình sẽ cố gắng làm cho nó Ấn Độ nhất có thể. Để đây chút dọn nha.
Đó, nhìn Ấn Độ không? Từ Ấn Độ ta ăn là 3 trứng thôi nè. Đúng rồi. Số 3 là con số may mắn nè. Vâng. À, tắp tay nè. Nhưng mà bù lại thì nó hơi nhuyễn. Lại là cách trang trí. Wow. Nhìn nó ôn xí đây luôn. Xí đây là sao? À, nhìn nó giống hình cái mặt của con chuột lên. Đó. Trời tính chính cái nè, từ từ nha. Rồi chúng ta dính vô cái loại chảo này là chảo không chống dính rồi mọi người. Đúng Ấn Độ luôn rồi. Rồi, hồi nãy nhìn thì có thể đẹp lắm á. Còn bây giờ là trứng xào lung tung. Đúng rồi, cách Ấn Độ rồi nè. Bây giờ nó không chống dính thì sao giờ? Không sao, đừng bây giờ bắt bẻ mọi thứ và vẻ bề ngoài. Phải ăn thử, biết được con người bên trong nó như thế nào. Đúng, đúng. Có lẽ nào sandwich hai tầng. Mà vậy nè. Bụi tiêu. Trời ơi. Đây, món bánh kẹp sandwich 3 tầng. Wow. 100.000. Chưa. Phải có quà khuyến mãi để tăng thêm động lực. Cô ca Nhật. 100.000. 100.000 đó, em cho nó vào chứ hả? Hôm qua anh ăn cho em 100.000 đó. Ờ, anh ăn rồi. 100.000. Mỗi người chỉ được mua một bó rồi ăn sáng. 110. 110. Trăm gỡ. Thôi đi đi, mua được con món à. Tập 8 rồi. Tập 8 rồi tiền thôi hả? Này tập 8 rồi tiền thôi. Tại tại giá hơn tập 8 không? Tôi bỏ qua món này. Em biết một em. Tập 8 lợi nhất, tập 8 lợi 2. Chốt kèo nó thôi tiền, cái là tụi nó sợ liền không? Khiếp sợ liền. Review. Có muốn hả? Úp lạnh anh ơi. Thơm thơm quá. Thơm dữ ta. Hấp dẫn đây. Rung rung rung. Ủa? Đập mâm. Sao được, 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 được. Được không? Trứng là lạc lạc á. Ăn cũng ngon. Ủa, có bút tiêu mà. Không ăn được bút tiêu rồi. Bút trứng nằm đâu á. Đây, 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 đây. Được, được, được. Trẻ điều ra, trẻ điều ra, đúng rồi. Đúng quá. Mặn mà liền. Đúng là mặn mặn hết. Được. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có món mì Ý xào nha bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xé mì ra khỏi bịch. Đó. Bắt đầu cho nước sốt vào. Phụ cái món này rồi đó. Ngon quá. Nói với em là nhảy ra đi anh ơi. Lấy dĩa, lấy dĩa, lấy dĩa, lấy dĩa. Mì này chín quá. Mì dĩa thịt gà. Này, bỏ bịch đĩa qua bên này đi. Món này lẹ quá ta. Anh thích con này đó. Đó, sau đó xào với con thịt gà. Mì Ý là mì Ý. Có thịt gà nè. Rồi. Món này thì chúng ta sẽ được kèm một quả táo dai. Với lại một lon xá xị nha. Sao, sao, sao? Nhiều? 6,50. Triệu 6,50. Ngon tiên rồi mẹ ơi. 2 triệu hả? Em hiểu rồi. Đây để em cầm. Là 2 triệu là em cao nhất cái này rồi hả? Dạ đúng rồi anh ơi. Wow. Triệu 6,50. Triệu 6,50 hả? Nhìn nè, nhìn triệu 6 là như 2 triệu mà. Ngọt ngọt béo béo ngon các bạn. Được đó. Không ngon gì. Gà 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 đó. Ngon, ngon không tưởng. Gà gà được không? Gà nó không giòn anh, mềm thôi anh, phục hồn lắm. Nó hợp với gia vị thôi bạn, chứ nó gà nó là chết rồi. Nice.
Ổn áo không? Ổn anh ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ có món cơm xào cầu tre. Cơm này là ăn trên cầu tre nhưng mà mình lên dưới suối không biết là có bị quả không nữa. Ok. Nói chung là sáng nay thì đa số là những cái món xào thôi. Hôm nay cái clip cái cắm trại này mình thấy giống vua đầu bếp quá các bạn. Vua đầu bếp đồ xào. Như em thấy cái rau này nó chưa rửa rồi, rửa nhà rồi. Nhưng mà mới rửa thêm nước suối. Đó. Đúng rồi, phải ngon. Rồi. Cơm chiệt. Ui. Ôi, triệu sáu năm chục. Ôi đi đây, để tiền làm gì đúng không? Triệu sáu năm chục. Ờ, không có ai dám nói chuyện với em hết là món này làm dành cho em. Còn nhiều quá anh á. À, chưa, nó vô cho anh hả? Đúng rồi. Em chơi sợ quá nên nó tặng em tới dưa hấu rồi. Wow. Đây lẽ là tặng thêm món gì đúng không? Thêm lon xì tên nữa. Trời ơi. Đó, do em bo anh mới dậy vừa nãy ăn đâu bo đâu. Đúng rồi. Ờ, nên nó mấy trái nhỏ. Cho ổn không? Nó mềm mà nó ngọt. Nghe có mùi cá nữa anh. Ừ. Wow. Nhiều cá nữa. Cơm, cơm, cơm. Rồi bỏ xin ra cho bé ra đi. Ờ, à, có nhà giàu mà. Phục vụ đi vô. Rồi bú, 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 bú cho tin chưa? Ừ. Cơm anh Hào ngon quá à. Đúng rồi. Đây, đây em cầm nha, đây em cầm nha. Ừ. Ừ. Được, tiếu hưởng cho. Mày hết tiền rồi. Nè, tao hưởng cho mấy bé nè, đúng không? Đúng rồi anh. Nè, nè, cặp này nè, có gừng đúng cho mang luôn. Ừ. À, có liền anh ơi. Nghe mùi cá không? Có. Đây. Mùi cá. Nè, trả em nè, anh sẽ dưa hấu ăn coi. Nè, sẽ dưa hấu ăn coi ăn. Lại gặp cho năng, cho năng cho miếng. Yes, yes, yes. Nãy giờ tôi bắt hạnh hơi nhiều. Đúng. Có cần em biểu diễn chứ không? Ủa, chỗ em biểu diễn hả? Thôi anh có dao rồi. Anh chỉ gia bộ hù em thôi. Đây cầm cho. Nè hưởng đại nè. Cầm dưa hấu qua nè hưởng miếng cái cho. À, còn đây nè. Wow. Không dưa hấu cao. Không để lên thôi, để lên thôi. Rồi à, xã ăn nè, anh lấy cái giữa thôi à. Cô cha trời ơi, nóng đỏ. Dưa hấu ăn cái giữa, cái cùi cái giữa mà. Đẹp nhất. Dưa đẹp. Căng mà dưa không ăn rồi á. Dưa hấu mình tôi tự như đi ăn dưa leo em. Đúng rồi anh. Tiếp theo chúng ta sẽ có là món bánh tráng Doraemon bên bờ suối nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ cho tô vào trong cái bột. Đó. Tiếp theo là bốc một chén nước suối. Hả? Đồ thôi. Có nước suối bên đây rồi, ai là xài nước suối đó. Trong Việt Nam, trong Việt Nam. Nâng chén rượu đào. Sau đó mình dùng đôi đũa lấy từ dưới suối lên để dành trộn đó nha các bạn. Why minutely tell. Bình thường là giả giống dính mình phải đổ được, còn cái này nó hơi dính chút nên phải thêm miếng dầu ăn cho bạn thành món bánh chiên nha. Bắt đầu đổ vào. Có nhân hay có cái gì mà? Ồ, có muốn có nhân là có à, do bình thôi. Mà này không có nhân kìa. Bình thường không đẹo cái nhân. À, ai muốn nhân thì ok, để anh cho nhân. Nhân chuối nha. Wow. Rồi,
ơi, nước ngoài người ta ăn vậy không á? Đâu đâu, tụi em nghẹt nhiều rồi chứ không có đang nghi. Em hết, em hết. Phong cách Ấn Độ mà mấy em làm gì ghê vậy? Không, cái đó là thái độ ngạc nhiên anh ơi. À. Rồi. Rồi, mình thấy là ở dưới là nó bị đen các bạn ơi. Bắt đầu trở nha. Ờ, con lạch cách nào luôn. Vừa chín tới luôn. Lần đầu tiên mà mình đổ cái bánh Doraemon mà chảo có dính nên nó hơi khó chút. Không sao, mấy đứa. Phải tự tin. Rồi, bánh bánh rep Thái Lan đã được chuẩn bị nha bạn. Nhưng mà được nướng theo phong cách Ấn Độ. Trời ơi, nó vừa chín tới luôn kìa. Ở kia có đâu giá mà núp bên đó không à? 49k online. 49k online, qua đây chơi em. 50 anh. Em có 50 que của anh hả? Dạ, 50. 50. 50 kìa em trai ơi. 50, đó có tiền rồi. 50 làm sao có tiếng nói này được anh? 103. 103. 103 đâu tiền chưa? 103 online rồi đó anh. 103 online có ai hơn không? Dạ không. Vậy có Hào á. Em là em khoái ăn mấy món Thái Thái đồ lắm anh. Ờ, quốc em. Không có tặng kèm hả anh? À quên quên, do là trời em là có gan dạ dám ăn á, cho cặn kèm trái chuối nữa. Có gì vậy? Có đứa ngọt, có đứa ngọt nữa. Cái gì? Trời ơi. Cái đó ra tôi thấy thì được rồi. Bổ bổ. Sao sao được. Nó sao kèm xuống anh ơi. Chú anh ơi cho hầu review anh. Bổ bổ bổ. Được. À ngon anh ơi, nhưng mà em không biết uống. Để em để dành. Ngon. Ăn thả bốn tiếp theo á. Là ba bốn nữa là được kết thúc rồi đúng không? Trời. Ý thật cái món bánh gì mà bữa em đi Thái Lan ăn luôn. Nó thiệt. Nó thiệt ý luôn. Bánh rep Thái Lan đúng không? Đúng rồi. Vậy là anh nên mở cái nhà hàng bánh rep Thái Lan. Quá tuyệt vời này. Bánh rep đi. Tình là chúng ta còn ba bạn chưa ăn hả? Dạ. Lâu lâu mới làm clip cắm trại, lâu lắm rồi mới làm mấy đứa cứ gặp mặt mấy đứa gì cái chán quá. Lần sau là phải cố gắng xuống sao cao hơn nha. Sao em dẫn hết nha. Ok em. Thịt này được cái hay cái là mình xào nó cho tự nó ra mỡ các bạn. Không cần phải chế dầu mỡ gì hết. Bởi vì nó rất là béo. Thịt xào. Rồi. Chờ cho nó chín. Rồi thịt nó đã bắt đầu chín rồi nha các bạn. Thì mình bắt đầu nè. Bỏ lên. Đó. Chưa hết đâu. Đó. Wow. Thêm miếng xà lách suối. Wow. Perfect. Tặng ngay một chai nước Nhật. Có chứ. Rồi, nhiều. 49.000. Cái thịt kia sao anh? À, thịt kia để chút anh ăn. À. 49k all in. 49k all in. 49k lại với 49k là ở ngay. Quá trời nhiều tiền nữa nè. Em có chơi không? 49k là ở ngay đó. 49k là ở ngay rồi. 127.000. 127.000. Dạ, all in. 170.000. 170.000. All in. Em hết rồi. Em không có gì đâu. Thử cái bánh này anh hôi nước cho uống. Dạ. Cho miếng muối tiêu hay gì không anh? Ồ có chứ. Trời ơi quên. Đại dặn cho bé rồi đại. Ủa lần sau nữa. Đó thì cái cục 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 lợp đó đó. Đó. Nhiều lên chứ mày. Nhiều lên đúng rồi. Rồi đóng tấp lại. Đây đây ăn đây ăn đây ăn. Để biểu diễn chứ. Quất. Ok. Rước đi. Ngon nha, giống như hamburger. Đúng rồi. Oh. Uống hiểm này đó nè. Ui. Ôi, đào lắc ăn, đào lắc vậy. Oh my god. Chơi vào, chơi vào. Anh nhìn kìa, anh nhìn kìa. Đó. Đó lắc, đó lắc. Đó lắc, đó lắc. Đó lắc, đó lắc.
bộ giúp lấy cái nút này ra nè. Rồi mình thưởng thức nước luôn nha. Nó giống như bảy ấp ấy mà. Rồi quá tuyệt vời em. Nè cho em thêm tí chuối nè. Wow, em cảm ơn anh. Cái đó là tặng chứ không phải đó là combo nha. Wow, ok, chúng ta đến với món tiếp theo các bạn. Đó chính là món cơm. Cơm xào nha. Cơm này cái hạt gạo dài dài giống Ấn Độ nè. Muốn chín nha. Rồi thêm miếng nước mắm tỏi ớt vô ha. Rồi ngon lành cành đào. Ngon lành không? Món ăn tình thương mà em muốn ngon hơn mấy món người ta bỏ ra tiền triệu mua hả em? Nó phải như vậy chứ. Cái hình thức đó là nó không quan trọng em. Đúng đúng đúng. Ờ, quan trọng là cách ăn của mình như thế nào. Tận dụng những món mà người ta để lại. Khỏi anh, khỏi anh. Trời ơi, em mạnh dạn trả 50 còn lại bo anh. Dù mình nghèo mình cũng phải bo chứ đúng không? À là thằng này 49 ngàn em trả 50 còn dư gì bo anh. Dạ. Là em trả 50 thôi à? Dạ đúng rồi. Này chơi láo. Được. Cho cái bổ mọi người. Anh không cho em trái cây hả? À quên. Nữa chứ. Bây giờ anh chỉ cần chuối của anh mua thôi được không? Dạ được. Anh lỡ bẻ như kiểu gì mà tự nhiên anh tính cho trái mà hạch cho ba trái luôn là sao kỳ vậy? Không sao, không sao, không sao, em lấy được, em lấy được. Trái nè. Cho chuối anh hầm chứ à. Lấy hủi luôn à. Cho em nè. Hầm chứ à. Chuối tặng thôi vậy là chết rồi. Trái này coi sao. Ô trái này ở đây có hầm miếng nhưng mà theo anh nghĩ là ăn dở em. Ừ, em cảm ơn. Ừ, gán ăn đi. Còn trái này nè. Cho thằng này nãy cười nè. Hâm nhiều nè. Cho thằng cười nè. Đây cứ ngồi bên kia ăn cũng cười đó. Cảm ơn anh nè. Review cái món cơm gọi là cơm tình thương của anh. Nó béo béo. Ừ. Nó mặn mặn. Nó ngon anh. Ngon. Em nghĩ là nó ngon ngon đó. Rồi. Em nghĩ là sao nó mới ngon chứ mày nghĩ. Ngon 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 ngon. Ngon lành luôn rồi. Rồi vậy là em xong đúng không? Nhập dạ. Qua giao nhập mọi người mua đồ. Dạ. Đi còn bé Đại hả bé Đại? Đúng đúng anh ơi. Nói chung là còn một mình em thôi nên còn bao nhiêu tài nguyên là cho em hết. Đúng. Đầu tiên là chuối nướng, bắp nướng. Tiếp theo là trứng gà nướng. Theo như kinh nghiệm nướng bao nhiêu lần thì nếu như mình mà không khui tới đây đã nổ luôn. Đúng rồi, sẽ khui gà. Thử coi nổ không nha. Đó. Chuối nướng, trứng gà nướng. Trời đời. Cho em cái gì uống anh. Trời ơi, tặng kèm trước anh đúng rồi. Kèm trước rồi cho Pepsi. Thôi, bắn vô đầu người ta là không được nha. Rồi. Bắp của em là nó đã nở như vậy là nó chín rồi nè. Cầm giùm anh hai tay nha. Bắp nước nước cốt dừa anh. Ngon quá. Lo gì. Đó, nó sệt sệt kìa mẹ ơi. Cái này không 10 điểm là anh con em luôn á. Review. Trời ơi. Sao? Nước cốt dừa béo mà. Cái bắp nước nó thơm. Là sao? Là sao hết vậy đó, không còn gì đâu mà ăn. Rồi tiếp theo là chuối nướng nè. Nóng quá. Khóm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi lột liền. Trời ơi. Nó nóng kìa. Nó sần sùi giống nó ngâm nước. Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, cái tay phải ngâm gì nước. Stop. Wait a minute. Bơm nào, bơm chạy rồi. Bơm nào đây, bơm nào đó chứ. Đứng gặp không nổ. Đằng sao, nào đó tiếng đâu nổ vậy. Thằng kế bên anh áo vàng đó. Kinh nghiệm mới, chúng ta đã có kinh nghiệm mới, bạn đứng đập giảng nổ.
sao được không em? Nhấu gì mà ngon đúng không? Rồi em mời ăn thử món tính bơm coi. Biết thôi, ăn gì dữ hả? Ngon quá, từ từ chứ. Ổn áo đúng không? Lòng đỏ. Ngon ha. Hồng đạo đó ngon. Ngon lắm. Anh Giai, trong ba món em thích món nào nhất? Thôi em ăn chuối được rồi anh ơi. Ăn chuối được rồi. Ăn này đây, ghé ăn đây. Cho bao lớn. Rồi tình hình là sau khi ăn sáng xong thì còn tới 1 tiếng mấy nữa mới đủ 25 giờ các bạn. Nên quyết định là rủ nhau đi chèo kayak. Với lại nước đang chảy há nó im ả luôn các bạn thấy không? Đó. Chơi kayak là đúng là phê, rất là phê. Và do là có một chiếc kayak và chỉ có hai chỗ ngồi thôi. Mình thì làm bị hủ, người lái tàu nên chỉ ngồi được một chỗ thôi. Và mình quyết định là chọn người cống hiến nhiều nhất cho video này, mua rất là nhiều món. Bé ơn bỏ rất là nhiều tiền. Đúng rồi. Mình thấy cái trò này nguy hiểm các bạn. Nhưng mà bình thường mình ở dưới đây xã hội ngoài à. Hôm nay mình quyết định là phải chơi để trải nghiệm mình là người giàu. Đó. Vậy hả? Vâng, tính mạng của em là em cũng không biết là có đặt đúng chỗ không nữa. Có anh đi heo mà sợ vậy. Em thấy gì thấy không? Đây. Đây, những người mà không có cống hiến cho cái video này là phải ngồi coi mình chơi thấy không? Dạ vâng. Số đi em nha. Tôi đi trước đây nha. Chúng tôi cần một tí sức lực đẩy đẩy. Đúng rồi, cố lên. Tiêu, nặng lên. Dỡ lên, dỡ lên, dỡ lên, phụ nó không? Phụ quay, phụ quay. Nặng lên, nặng lên. Cái này bắt mấy trẻ bằng cơm. Rồi. Ok, bây giờ là mình với anh Lâm bắt đầu tiến ra đại hải trình nha bạn. Bây giờ thì tụi mình đang ra giữa sông, giữa suối luôn. Ủa, cái đồn chèo này nó làm gì vậy? Không cần chèo đồn chèo đâu. Em nghĩ là mình đang thả trôi anh ơi. Tăng hơi xuôi, anh Lâm ơi. Đây là đâu vậy? Em chưa biết anh ơi. Bây giờ chỉ có trôi thôi, hết lại được rồi. Thôi xong rồi, mẹ ơi, con yêu mẹ. Em ơi. Anh giờ mình cho cảm giác mạnh hơn nha, nên dục cái chèo nha em. Sao anh? Sao là anh đừng giỡn vậy chứ anh. Nhà em còn tiền em chưa xài hết anh à. Ok, chắc là mình kết thúc video tại đây luôn các bạn ơi. Mấy đứa xuống, xuống dưới cầu lan gâu, giấc xếp tụi anh, giấc tụi anh nha. Đi luôn nè. Ok, nói chung là kết thúc video tại đây các bạn. Các bạn hết video nhớ like, bàn tay nha. Đăng ký kênh nữa. Nói lời cuối cùng cho mọi người anh. Mình yêu mấy bạn nhiều lắm.